chào bạn nhà, xin chào bạn nhà. Em giới thiệu bạn nhà tiếp chiếc máy lọc khí Daikin vầng trăng mã số 25. Một con máy tuyển chọn rất là đẹp các bạn nhé. Mã số 25. Tình trạng máy thì mọi chức năng em đã test hoạt động ok, ngon lành hết rồi. Nội thất đi, quay cho bác xem nội thất nhé. Chung là người nào cũng quay đi quay lại các bạn, nó cũng lặp đi lặp lại nhiều, nhưng mà việc mà bán máy thì quảng cáo thôi, rất là mới các bạn này. Hai cột lọc tĩnh điện hai bên, bụi muốn đi vào cái màng HEPA này thì phải đi qua hai cột lọc tĩnh điện hai bên này các bạn nhé, thanh timer này. Nói chung là con máy này thì nội thất nó rất mới rồi, màng HEPA thay mới, không có gì để chê con máy này cả, mọi thứ nó khá là hoàn hảo các bạn, được đẹp. Chiếc này thì mình dùng cho phòng khoảng 50 đến 55 mét vuông đổ lại. Bình nước bù ẩm đẹp. Màng cột zin mới đẹp nhé. Daikin đồng hồ vuông. Em mát. Series máy 0423 75W MCK 70. Trước sau ngoại thất đẹp, nội thất sạch. Em bán là 3,3 triệu, bảo hành 1 năm. Các bác nào có nhu cầu alo nhé, bác nào chuyển khoản hết thì em bao ship. Còn cái chiếc máy này ship đi toàn quốc là phí vận chuyển là hết 100.000 các bác nhé. Địa chỉ của em đây. 0989 89 759, kênh YouTube Giang Vũ Hoàng, Zalo, Facebook của em đều là số điện thoại này hết nhé. Các bác ở xa các bác mua yên tâm hoàn toàn luôn. Không phải lo gì về vấn đề là sợ mất tiền cọc hay là tiền gì đâu ạ, tiền hàng đâu. Yên tâm, kênh em bán ngày nào cũng lên rất là nhiều máy, chứ không phải là chỉ có 1-2 cái máy, nên là đấy, các bạn cứ yên tâm nhé. Máy thì đã được đấu biến áp điện 220V rồi, cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn. Báo phần trăm độ ẩm, thử em kiểm tra trần đét cái thứ hết các bạn nhé. Đấy, độ ẩm hôm nay quay cho bác xem này, hôm nay thì độ ẩm nó vượt 90% rồi. Chứ nhiều bác bảo mùa hè tại sao độ ẩm cao, thấy mùa hè độ ẩm vẫn cao bình thường các bạn ạ. Nó không đến nỗi ướt át như là cái mùa nồm, nhưng mà nó cũng khá là cao. Miền Bắc cũng buồn cười lắm ạ. Độ ẩm của nó mùa hè cũng khá là cao luôn. Nhiều bác thì chỉ quan tâm đến ý là mùa nồm độ ẩm cao, nhưng thực chất cái miền Bắc độ ẩm mùa hè nó rất là cao. Chất lượng không khí hôm nay khá là tốt các bạn này. Sáng em quay thì cũng chất lượng tốt, mà đến tối chiều quay này. Kiểm tra chất lượng không khí đầu ra của máy luôn thôi. Em bán là 3,3 triệu các bác nhé. Bác nào mà chuyển khoản hết là bao ship toàn quốc luôn. Các bác nhìn này, chất lượng khỏi kỹ luôn nhé. Chào các bác nhé.